Xin chào các bạn, nay anh sẽ hướng dẫn cho các bạn về thành phần, công dụng và cách sử dụng thảo dược Anan ha. Thì đối với thành phần của thảo dược Anan thì các bạn đó là biết là 100% từ thiên nhiên, và thành phần của nó chủ yếu từ kim ngân hoa, hoa hồng, bạch chỉ, trà xanh, hạnh nhân, vitamin E và C và một số thảo dược bí truyền khác. Công dụng chủ yếu là trị tất cả các loại mụn, tức là mụn trứng cá, mụn mủ, bọc, thâm, và điều trị nám cùng với tàn nhang. Cách sử dụng thảo dược Anan là rất là đơn giản. Các bạn mở nắp ra và sử dụng, lấy cho mình một ít bông gòn thôi, xịt thuốc ra bông gòn cho nó ướt, rồi sau đó chúng ta thoa đều toàn bộ khuôn mặt. Nếu như bạn nào mà mặt mà không có quá nhiều mụn thì các bạn có thể chấm lên cái nốt mụn cho mình. Và tuần đầu tiên thì các bạn sử dụng ngày một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Đối với những cái tuần tiếp theo, các bạn có thể tăng lên ngày 2 lần cho mình. Và bạn nào mà có làn da dày thì chúng ta có thể tăng lên ngày 3 đến 4 lần. Xin chào.